Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ từ nãy đến giờ là hỏi những câu hơi dài một chút xíu để khai thác được đời tư của thiện nhân. Còn ngay bây giờ mình khai thác một chút xíu về tính cách của bé thiện nhân ha, chịu không? Bây giờ mình sẽ đến với phần câu hỏi nhanh. Hỏi xong là con phải trả lời liền, không được suy nghĩ. Được ha. Rồi, chuẩn bị. Thiện nhân thích màu gì? Dạ, chú thích màu hồng. Thích màu hồng, hầu như bé gái nào cũng thích màu hồng. Thiện nhân thích môn học nào nhất? Dạ, con thích tất cả các môn học. Thích môn học nào nhất? Con thích tất cả các môn học. Toán, lý, chưa có lý. Toán, ngữ, văn, rồi thể dục con có thích không? Dạ, có. Có luôn, thích hết tất cả các môn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi đi học con có biệt danh gì không? Dạ, thưa chú là... Khi đi học con không có biệt danh gì hết? Dạ. Theo chú biết là mọi người gọi con là bé nhím. Tại sao lại có tên bé nhím? Dạ thưa chú là lúc mà con thi vòng đối đầu cùng với hai chị, đó là hai chị Thu Hằng với lại chị Ngọc Trang. À, Thu Hằng với Ngọc Trang. Lúc đó là con mua ba con nhím nhỏ nhỏ. Con mua ba cái gì? Cái con nhím. Mua ba con nhím. Để tặng cho hai chị. Mua ba con nhím tặng cho hai chị, mỗi chị một con, còn con một con. Dạ. Là từ đó con có tên là bé nhím. Dạ. Đáng lẽ là từ đó mình phải có tên là bé ba nhím mới đúng. Tặng ba con nhím mà. Và nếu như mà trong ngày hôm nay khán giả từ nãy giờ rất là mong chờ, rất là muốn con hát thêm một bài nữa. Bài Mẹ Yêu Con, con hát được không? Kính thưa quý vị, bởi vì những hôm vừa rồi thì thời tiết chúng ta thay đổi hơi lạnh hơn một chút xíu. Mà bé thì bé mới vào Sài Gòn, thành ra là cũng sức khỏe không được tốt cho lắm, nên là hơi ảnh hưởng đến giọng hát. Vậy thì nếu như mà quý vị chúng ta đã yêu cầu bài Mẹ Yêu Con thì thôi bây giờ bé hát vài câu cho quý vị nghe được không nào? Con sẽ chay bài Mẹ Yêu Con. Ok, hát chay bài Mẹ Yêu Con, một trao tay dành cho bé. Rồi, xin mời con. Mẹ thương con có ai chồng, thương từ khi thai nghén trong lòng. Mai nắng sớm chiều mưa dầm, chính tháng so chính năm, gian khổ tiếng khôn cùng. Cũng là ngày cuối cùng của năm 2014 rồi. Vậy thì bước sang năm mới, con muốn gửi lời chúc gì tới quý vị khán giả? Con xin chúc các cô chú, các anh chị có một năm mới luôn hạnh phúc, có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Và cảm ơn con, cảm ơn quý vị. Một trong cái tay thật lớn dành cho bé được không ạ? Con xin chào các cô chú, các anh chị. Nếu có một dịp nào đó thì con xin hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị trong dịp sau. Vâng, kính thưa quý vị, và phần trình diễn của bé thiện nhân cũng đã kết thúc chương trình chào xuân 2015 của siêu thị Saga Sài Gòn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Happy New Year!